Rồi hello, xin chào anh em ha. Xin chào anh em trở lại với kênh của em nha. Thì hôm gà anh em thấy em có đăng hình lên cái cây kiềm hàng này nè. Đó, mà do bận đi Sài Gòn gom hàng về ha. Nay mới có về. Thì hàng cũng đã về tới Việt Nam anh em ha. Thì nó dài á. Nó dài như vậy. Đó, hàng này là hàng đấu giá nha. Em về cũng được có số lượng cũng ít. Rồi, thì nay về hàng tới nhà thì cũng quay cho anh em ha. Do hôm giờ bận công việc thì cũng có gửi hình, anh em cũng chốt được 1-2 cây ha. Thì mai em cũng soạn gửi cho anh em. Rồi con này á là nó 500A nha anh em. Đó, lò xo rất là cứng nè. Đó, thì so với mấy cái kìm hàng ở chợ thì cây này thì giá thì nó hơi cao. Rồi con này giá là 400.000 anh em, chuyển khoản đủ em bao ship nha, mới ken xà beng chưa sử dụng nha. Ủa nó về cái miếng này phải làm gì ta, cái lục giác nè. Đó, nó hàng đấu giá anh em ha, về thì cũng tầm được mười mấy 20 cây à, nhưng mà cũng bán hổm dài. Em đăng hình trên Zalo á, cũng có một số anh chốt nha. Hiện nay hàng mới về tới nè, cái kìm đó rất là nặng nha anh em, 500A nè. Trong đây 500A, để trong đây tháo cái vỏ nhựa này. Rồi anh em mua thì liên hệ em, 400.000 ha một cây ha, chuyển khoản đủ em bao ship. Còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em ha. Rồi em xin kết thúc clip nha anh em.